cập nhật những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua. Ukraine chạy marathon hồi thuốc phương Tây tiếp viện vũ khí. Ukraine nêu giả thuyết vụ rơi trực thăng chở Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đức quyết tâm hỗ trợ Kiev, 180 xe tăng Leopard 1 chờ Berlin gật đầu, NATO báo tin mừng. Lính Nga bỏ chạy tán loạn sau đòn tấn công chính xác của pháo binh Ukraine vào chảo lửa Bakhmut. Giao tranh ác liệt, tiểu đoàn người Belarus bất ngờ giúp Ukraine đánh bật quân Nga tại chiến trường Bakhmut. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ukraine chạy marathon, hội thức phương Tây tiếp viện vũ khí. Thưa quý vị, Ukraine đang chạy marathon trên khắp mặt trận ngoại giao để tranh thủ sự ủng hộ của các nước phương Tây trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Một tuần ngoại giao quan trọng đối với Ukraine đã tăng tốc vào ngày 18 tháng 1, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Bài phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine liên tục kêu gọi các nước tăng tốc viện trợ quân sự, bao gồm các khí tài hạng nặng. Cuộc chạy đua của Ukraine trong việc kêu gọi các nước viện trợ khí tài hiện đại như xe tăng và tên lửa phòng không đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 1, khi tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tổ chức cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Ukraine ở Ba Lan, gần 11 tháng sau khi Nga mở cuộc xâm lược tại nước láng giềng. Trong hai ngày 18-19 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên NATO sẽ gặp nhau tại Bruxelles, Bỉ, để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine. Ngày 20 tháng 1, các quan chức từ các quốc gia viện trợ cho Ukraine sẽ gặp nhau ở căn cứ không quân Ramstein, Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ dẫn dắt các cuộc thảo luận, bao gồm các câu hỏi quan trọng về việc có nên gửi xe tăng của phương Tây cho Ukraine hay không. Trong bài phát biểu thường kỳ, trước bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới, ông Zelensky vào hôm 17 tháng 1 cho biết, Ukraine đang vận động hành lang để gia tăng áp lực toàn cầu đối với Nga khi ở Davos, nơi mà các nhà lãnh đạo thế giới và doanh nghiệp tập trung trong một tuần. Thế giới sẽ lắng nghe Ukraine ở Davos, ông Zelensky nói, trước khi nhắc đến những cuộc tấn công gần đây của Nga ở Ukraine, bao gồm một cuộc tấn công vào hôm 14 tháng 1 và một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnepr khiến 45 người thiệt mạng. Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng sự hỗ trợ này thực sự mang tính toàn cầu và các bước để chấm dứt cuộc xâm lược của Nga cũng như đảm bảo an ninh sẽ được thực hiện bởi tất cả các bên có ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế, ông Zelensky nói. Bài phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra chỉ một ngày sau khi đệ nhất phu nhân Ukraine, Olena Zelenska, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới sử dụng ảnh hưởng của họ để hỗ trợ Kiev. Bà cũng đề cập đến kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm mà ông Zelensky từng tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái. Kế hoạch này bao gồm việc rút toàn bộ lực lượng Nga khỏi Ukraine. Ông Vitaly Klitschenko, thị trưởng Kiev, cũng có mặt tại Davos. Cuộc tấn công vào thành phố Dnipro gần đây đã tăng thêm tính cấp bách đối với một số nhà lãnh đạo. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 17 tháng 1 rằng, Hà Lan có ý định nối gót Mỹ và Đức để gửi một hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine. Ông cho biết cuộc tấn công vào Dnipro đã củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc sát cánh với Ukraine. Cùng ngày, trong một cuộc họp báo tại Washington, ông James Cleverly, Ngoại trưởng Anh, đã bảo vệ quyết định của Anh khi cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2. Đây sẽ là xe tăng đầu tiên của phương Tây trong lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói rằng gói hỗ trợ này không chỉ có tác động tích cực đáng kể, mà còn khuyến khích các quốc gia khác hành động nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ Ukraine. Ukraine nêu giả thuyết vụ rơi trực thăng chở bộ trưởng nội vụ Quý vị thân mến, an ninh Ukraine cho biết đang xem xét nhiều giả thuyết trong vụ rơi trực thăng ở Provary như sự cố kỹ thuật hoặc hành vi cố ý phá hoại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 18 tháng 1 yêu cầu cơ quan an ninh Ukraine SBU mở cuộc điều tra hình sự về tai nạn trực thăng khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Denis Monastysky và nhiều nhà lãnh đạo của bộ này. Ở thành phố Provary, ngoại ô thủ đô Kiev, SPU thông báo đang xem xét nhiều giả thuyết về nguyên nhân tai nạn như sự cố kỹ thuật, phi công không tuân thủ quy định an toàn hoặc có người cố ý phá hoại máy bay. Giới chức Ukraine chưa đề cập khả năng trực thăng bị lực lượng Nga bắn rơi. Và ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat nói rằng quá trình điều tra dự kiến kéo dài nhiều tuần trực thăng gặp nạn là mẫu H-225M Super Puma do tập đoàn Airbus của châu Âu chế tạo, được bàn giao cho Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine vào cuối năm 2020. Cơ quan này cho biết phi cơ gặp nạn thường xuyên chở nhân lực tới những khu vực xảy ra tình huống khẩn cấp, trong khi tổ lái được huấn luyện làm nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn và có đủ kinh nghiệm bay. Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Ukraine Igor Klimenko cho biết nạn nhân thiệt mạng gồm toàn bộ 9 người trên trực thăng, trong đó có Bộ trưởng Monas cùng có phó là Yevgen Yenin và một số quan chức cấp cao khác. 7 người trên mặt đất cũng thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, 30 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Đức quyết tâm hỗ trợ Kiev 180 xe tăng Leopard 1 chờ Berlin gật đầu, NATO báo tin mừng Thưa quý vị, thêm nhiều tín hiệu lạc quan mới từ các đồng minh phương Tây cho lời kêu gọi của Ukraine tăng cường cung cấp vũ khí để kế ép ứng phó với Nga trong xung đột. Ngày 18 tháng 1, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố quyết tâm trong việc hỗ trợ Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết. Càng ngày, Nghị viện châu Âu đã thông qua một bản kiến nghị do đảng xanh của nước đề xuất, kêu gọi Thủ tướng Son cho phép giao xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine. Đây được coi là một động thái bất thường của Nghị viện châu Âu. Cũng liên quan đến vấn đề này, cùng ngày người phát ngôn về chính sách quốc phòng của đảng Dân chủ xã hội Đức SPD Marcus Faber cho biết, Berlin có thể cung cấp cho Ukraine tới 180 xe tăng Leopard, xong là xe tăng Leopard 1. Việc giao các xe tăng có thể bắt đầu sau khi việc hoàn thành việc giao xe bọc thép chở quân Mader cho Ukraine. Báo Renishes Bose dẫn lời ông Faber nói rằng 180 chiếc Leopard 1 đang chờ Berlin cho phép thông quan xuất khẩu để có thể được đưa đến Ukraine. Một thành viên khác trong SPD, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Mary Agny, Jack Zimmerman, Nói với tờ Neuer-Onesbrocker-Zeitung rằng, các đối tác châu Âu đang chờ thời điểm Đức sẵn sàng triển khai một số xe tăng chiến đấu Leopard. Xe tăng Leopard 1 về đặc tính kỹ thuật và khả năng chiến đấu kém hơn đáng kể và nhẹ hơn so với phiên bản Leopard 2. Những phương tiện chiến đấu này ngang tầm với xe tăng T-62 và T-64 trong khi các phiên bản hiện đại hơn Leopard 1A5 và Leopard 1A6 có thể so sánh về uy lực với xe tăng T-72. Các chuyên gia cũng cho rằng nhiều khả năng nếu Berlin quyết định cung cấp xe tăng của mình cho Ukraine, thì đó là bản Leopard 1. Cũng trong ngày 18 tháng 1, bên lề WEF, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg xác nhận NATO đang tham vấn về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine và sẽ công bố quyết định mới về việc cung cấp vũ khí có hỏa lực mạnh hơn cho Ukraine. Theo ông Kiev, không chỉ cần xe tăng mà còn cần nhiều hệ thống phòng không hơn nữa, cũng như phụ tùng, đạn dược và việc bảo dưỡng thiết bị đã được chuyển giao. Tổng thư ký NATO nêu rõ, Thông điệp của chúng tôi chủ yếu tập trung vào hỗ trợ nhiều hơn và hỗ trợ những vũ khí hiện đại hơn. Đó còn là những vũ khí có hỏa lực mạnh hơn, vì đây là cuộc chiến cho các giá trị của chúng ta. Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ triệu tập hội nghị với sự tham dự của khoảng 50 nước trong tuần này tại một căn cứ ở Đức để thảo luận và công bố về động thái được Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhắc tới ở trên. Lính Nga bỏ chạy tán loạn sau đòn tấn công chính xác cao của pháo binh Ukraine vào chảo lửa Bakhmut. Thưa quý vị, một cuộc tấn công bằng pháo bên chính xác của lực lượng vũ trang Ukraine đã bao trùm quân Nga theo hướng Bakhmut của mặt trận, nơi những kẻ xâm lược đã cố gắng tấn công khu vực kiên cố của Ukraine trong vài tháng qua. Một đoạn video về cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine và một nhóm quân đội Nga ở hướng Bắc Mốt của mặt trận, nơi những kẻ xâm lược đã cố gắng xông vào khu vực kiên cố của Ukraine trong vài tháng qua, đã xuất hiện trên mạng xã hội. Một nhóm người Nga đã phải hứng chịu hỏa lực súng cối và pháo binh từ lực lượng vũ trang Ukraine. Đội chính xác của chúng đã gây tử vong cho những kẻ xâm lược. Theo video được công bố, quả mình phát nổ cách cụm lính Nga chỉ 3 đến 5 mét. Một số người trong số họ đã chết ngay lập tức trong vụ nổ. Một số bị thương ở mức độ nghiêm trọng khác nhau do các mảnh vỡ rơi xuống đất. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine được hướng dẫn bởi một máy bay không người lái nhận thấy và theo dõi chuyển động của kẻ thù. Đoạn phim được công bố cho thấy rõ sức mạnh của vụ nổ với các mảnh vỡ trải rác khắp khu vực. Một đoạn video được xuất bản bởi kênh Telegram Ukraine 365 bạn có thể thấy linh hồn của họ rời khỏi cơ thể như thế nào. Một bình luận về video trên mạng xã hội lưu ý đến sự xuất hiện của một đám khói trắng xung quanh người Nga vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Giao tranh ác liệt, tiểu đoàn người Belarus bất ngờ giúp Ukraine đánh bật quân Nga tại chiến trường Bakhmut. Thưa quý vị, một bộ phận binh lính Belarus đã chiếm được các vị trí của quân Nga và giúp Ukraine loại bỏ một số lượng lớn quân xâm lược trên hướng Bakhmut. Một đoạn video về công việc của tiểu đoàn Belarus đang chiến đấu để chiếm các vị trí của quân đội Nga đã được đăng tải trên Internet. Hơn nữa, trong quá trình tiến công của những người lính chiến đấu Belarus, thi thể của những kẻ chiếm đóng Nga đã chết cứ sau 10 giây lại được tìm thấy. Điều này được viết trên một nhà phân tích quân sự, một chuyên gia về lực lượng mặt đất, hệ thống pháo binh và tên lửa NATO, Thomas Steiner, người đã đăng tải một video trên trang của mình trên mạng xã hội Twitter. Trong video, chúng ta có thể thấy hàng chục binh sĩ Nga đã chết trong một khu rừng. Vanya của Nga làm thế nào để đến Moscow? Chiến tranh đã kết thúc với bạn, những lời nói trong video này được quay lại các cuộc chiến của Belarus và những kẻ xâm lược. Đồng thời, chuyên gia Thomas Steiner nhấn mạnh thái độ thù địch đối với những người chiếm đóng Nga bị sát hại trong video là người Belarus gây ra những người mà quê hương Nga đã chiếm đóng, nô dịch và áp bớt trong nhiều thế kỷ. Một video nhẹ nhàng về cách các tình nguyện viên Belarus chiếm giữ các vị trí của Nga. Cứ 10 giây lại có một người Nga chết và bạn có thể nói rằng quân đội Belarus ghét những người Nga đã chiếm đóng, nô dịch và áp bức Belarus trong nhiều thế kỷ, chuyên gia lưu ý. Đây không phải là lần đầu tiên người ta ghi nhận có một bộ phận người Belarus tham chiến ở Ukraine để chống lại quân Nga. Vào tháng 10, một nhà đối lập với chính quyền ông Lukashenko đang sống lưu vong ở châu Âu đã tiết lộ rằng có một trung đoàn gồm hàng trăm binh lính Belarus đang chiến đấu ở Ukraine để chống lại quân xâm lược Nga trung đoàn này được cho là do các cựu chiến binh những người đã khỏi hàng ngũ quân đội belarus sau khi chứng kiến chính quyền Minsk đã tạo điều kiện cho nga xâm lược ukraine nhà đối lập belarus tiết lộ rằng hiện tại thì trung đoàn này đang ngày càng lớn mạnh và có nhiều đơn vị xin gia nhập và bà đang tìm mọi cách để kêu gọi thế giới hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho nhóm binh lính yêu nước này Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com Một lần nữa đội ngũ htdnews News rất mong nhận được ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.